sửa bếp ga, sửa nồi cơm điện, sửa ấm chiêu tóc, sửa máy bơm nước, sửa máy xay trinh tố, sửa máy lọc nước tại nhà nào? Ai mua chiếu, mua đệm giường, đệm ghế đê? Ai có mâm đồng, nồi đồng, bình ắc quy, điện thoại, máy bơm nước hư hỏng bán đê? Sửa bếp ga, sửa nồi cơm điện, sửa ấm chiêu tóc, sửa máy bơm nước, sửa máy xay sinh tố, sửa máy lọc nước tại nhà nào? Ai mua chiếu, mua đệm giường, đệm ghế đê? Ai có mâm đồng, nồi đồng, bình ắc quy, điện thoại, máy bơm hư hỏng, bán đê?